Trang xin chào cả nhà mình nha. Thì hôm nay là buổi sáng Trang đã có quay một cái clip rồi, nhưng vì những cái phản hồi của cộng đồng á nó không hay nên Trang quay, nhưng cũng nói hơi nhiều ảnh hưởng đến các bạn xem nên Trang đã tháo cái clip đó xuống. Thì bây giờ Trang lại quay cái clip mới để cho chia sẻ đến các bạn nha. Đây là cái manh sâu giống chăn nuôi bằng bã đậu nha các bạn. Nó cũng rất là to, nhưng mà điều có cái là rất là cực. Tại vì các bạn thấy á, bã đậu thì rất là trắng, nhưng mà khi con sâu nó ăn thì nó đen như thế này, nó ăn hết nó sẽ đen như vậy đây. Thì mình phải lọc phân nó ra, hàng ngày phải lọc phân rất là cực, rất là vất vả. Thì ra là Trang mới đi xuống thầy để mà trải nghiệm học cái cách nuôi bằng nước mà hỗn hợp lỏng. Thì về để chia sẻ này cho trên cộng đồng. Thì đây thực tế đây, nuôi bằng bã đậu đây các bạn. Nuôi bã đậu thì cũng rất to, bạn cho ăn đủ thì nó mới to nha. Chỉ có gì với cái manh sâu giống thì Trang quay nó to vậy thôi, và Trang có nó ăn đủ. Còn những cái manh sâu khác thì không đủ nha các bạn. Tại vì ở đây bã đậu rất là khó, mua cực lắm. Chỉ manh sâu giống là Trang chịu khó cho nó ăn to như thế này thôi. Thì cái con sâu nó to thì nó thành ruồi nó mới đẻ được chất lượng nha các bạn. Nếu mình nuôi con sâu nhỏ thì nó đẻ không có chất lượng đâu, và rất là cực. Đấy là thực tế đây. Mình nuôi bã đậu thì rất là cực, cứ phải hút phân, rất là vất vả. Bây giờ Trang sẽ quay cho các bạn xem cái manh sâu Trang nuôi bằng hộp hợp lỏng được 5 ngày đây. Đây là manh sâu. Đấy. Mình đã nuôi được 5 ngày nha các bạn. Sâu rất là to, hoạt động rất là khỏe nha. Nước nha các bạn. Thì thực sự chứ các bạn, là cái hỗn hợp mày này rất là tuyệt vời luôn nha. Các bạn không có cực như là mình nuôi cái bã đậu. Nuôi đậu rất là cực chứ các bạn. Hỗn hợp này chúng ta chỉ đổ vào cho sâu ăn thôi. Đến ngày thu hoạch thì lại thu hoạch thôi nha. Không phải lọc phân, không phải vất vả nha các bạn. Thì nhiều bạn sao lại nuôi cái hỗn hợp này, thì có rất nhiều bạn thì bảo là nuôi nó chết nhiều nha. Nuôi chết nhiều thì các bạn coi lại kỹ thuật của các bạn nuôi nha. Còn mình nuôi là sống 100% nha các bạn. Thật sự con sâu 5 ngày mấy bạn nhìn thấy không, nó to bằng con sâu phải mình nuôi là lúc bởi thầy nói là 8 ngày là có thể thu hoạch được chính xác các bạn. Con sâu này thì 5 ngày rồi, nhưng mà nếu mình cho gà con ăn á, thì tầm 4 ngày là mình đã cho ăn rồi nha các bạn. Con sâu 5 ngày nó to quá, con gà con nó không ăn được. Tại vì mình ở đây là chuyên về cung cấp gà con nên mình chỉ ương gà lên tầm 25 ngày là mình đã giao cho khách rồi. Đấy, mình chỉ quay toàn cảnh đây, cái bể nước của mình mua nuôi đây. Thì đây là mình chỉ cái bạc của mình chỉ có 4 mét ngang và dài là 5 mét nha các bạn. Bạc thì căng dây kẽm lên là nuôi được nha các bạn, không phải xây đâu nha các bạn. Thế mà mình chỉ cần căng kẽm lên là nuôi được thôi. Các bạn thấy không, thực tế nha các bạn. Đây là mô hình thực tế nha. Mình cũng áp dụng mô hình thực tế để mình về mình chia sẻ lại cho các bạn nha. Đây là cái manh sâu mình nuôi tiếp theo cũng được 3 ngày tuổi nha các bạn. 3 ngày tuổi. 3 ngày tuổi đây.
sau được 3 ngày tuổi đó các bạn. Thì cũng rất là đạt nha các bạn. Nước nha các bạn. Con sâu hoạt động rất là khỏe nha. Dù lứa tuổi nào thì các bạn cứ xem kỹ trong mình quay nha. Không hề có chết đâu nha các bạn. Hoạt động rất là khỏe nha. Thì mình cũng đang chuẩn bị thêm hai ô nữa, mới chuẩn bị thôi các bạn. Thì cái hỗn hợp này mình chưa chuẩn bị kịp để nuôi nhiều ra được. Mình chỉ nuôi tạm thời nuôi hai ô này. Nhưng thực sự với các bạn là cái hỗn hợp này nuôi rất là khỏe, là giảm chi phí rất là nhiều nha các bạn. Các bạn hỏi mình là hạch toán ra xem là nó giảm chi phí như thế nào là 80%. Thì cũng nói với các bạn đi biết. Lúc trước mình nuôi 1 kg sâu á, ký sâu thương phẩm á, thì phải nuôi khoảng tầm 4-5 kg bã đậu mới ra được 1 kg sâu. Còn bây giờ nếu bạn nuôi bằng hỗn hợp lỏng thì tầm 1 kg bã đậu ra được 1 kg sâu rồi nha các bạn. Thì nó giảm được bao nhiêu thì tự các bạn tính toán nha. Sâu rất là khỏe nha các bạn. Các bạn nhìn thật kỹ nha, không hề có chết nha. Mình quay kỹ cho các bạn xem nha. Đây là ngày thứ 5 nha các bạn. Rồi, mình chỉ chia sẻ các bạn sơ sơ vậy thôi. Thì công việc của mình rất là bận nha. Có một mình phải vừa lo việc nhà mà vừa lo cho gà nữa nha. Thì các bạn cảm thấy cái video mình hay thì các bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè. Nếu ai muốn tham khảo, muốn đến xem tận mắt thì cứ đến nhà mình liên hệ cho mình số điện thoại nha. 0988 399 068 nha các bạn. Bye bye.